Ôi không. Ờ, để coi nào. Phải chụp hình lại mới được. Ủa? Bốn lý do tại sao mèo dẻo dai. Không thể tin được mà. Hả? Dù có là mèo đi nữa cũng không thể nào. Nè, đóng hộp lại. Ủa, nhưng mà nè. Lý do đầu tiên, có nhiều đốt sống hơn người. Trong khi con người có 32 đến 34 đốt sống, mèo có 52 đến 53 đốt sống, bao gồm cả đuôi của chúng. À, khó chịu quá. Do đó, mèo có thể di chuyển cực kỳ linh hoạt và có thể xoay cơ thể từ trái sang phải lên đến 180 độ. Âu, vừa đúng lúc. Ngoài ra, các đĩa đệm của mèo đóng vai trò như một bộ giảm sốc để giảm tác động lên cột sống trong các tình huống gây căng thẳng cho lưng của chúng. Chẳng hạn như khi chúng nhảy từ trên cao xuống hoặc giữ tư thế linh hoạt. Thứ hai, túi bụng linh hoạt. Mèo có một túi bụng linh hoạt, trông giống như mỡ bụng chảy xệ. Em tăng cân sao? Chị nói gì hả? Túi bụng linh hoạt kéo dài từ các khớp chân sau của mèo đến bụng. Và đó là da thừa của mèo, không phải thịt. Sam xét không có ở đây đâu ha. Nó sẽ không tìm thấy được đâu. Túi bụng linh hoạt giúp da của mèo chịu lực tốt hơn khi chúng chạy thật nhanh hoặc nhảy cao gấp đôi chiều cao của chúng, và cho phép chúng di chuyển linh hoạt hơn. Nói không biết bao nhiêu lần, đây không phải là mở bụng rồi mà. Cậu ấy nói không phải mở bụng sao? Thứ ba, xương bả vai mềm. Chơi thêm nữa đây. Xương bả vai của loài mèo được tạo thành từ cơ bắp, không phải xương, nên chúng có thể di chuyển rất mượt mà. Mình đã sẵn sàng. Với đôi vai đặc biệt như vậy, mèo không chỉ có thể kéo dài cơ thể của chúng bao nhiêu tùy thích, mà còn có thể cuộn mình lại khá nhỏ, cho phép chúng di chuyển tự do trong không gian hẹp. Ra đi. Mệt chết mất. Thứ tư, xương đòn nhỏ. Chị còn phải làm việc mà. Chuyện gì vậy trời? Mèo có xương đòn rất nhỏ, không giống xương đòn của con người được nối với xương bả vai và xương ngực. Xương đòn của mèo được gắn vào cơ bắp, không phải xương, vì vậy chúng có phần ngực nhỏ và linh hoạt. Nhét cái đầu vô là được mà. Đâu, đâu hả? Nè, uống cống người đi. Thiệt. Do đó, mèo có thể chui vào bất kỳ không gian nào mà chúng có thể nhét đầu vô trong đó. Thật tội nghiệp. Sam xét à, Sam xét à. Không lý nào. Sam xét, mình sẽ cứu cậu. Sam xét à. Đừng mà, Lily, em tránh ra. Đừng là sao chứ Lily à. Thật hỗn độn mà.